quyền và các hoạt động thể thao dưới nước mừng Đảng mừng Xuân năm 2022. Mừng kỷ niệm một năm thành lập thành phố Thủ Đức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong khuôn khổ ngày thứ hai của chương trình thì chúng ta sẽ có hoạt động biểu diễn thùng kích cầu với rất nhiều những quả thùng kích cầu đủ sắc màu và nhiều kích cỡ cũng như mang tới những thông điệp ý nghĩa. Và thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có cuộc thi ảnh đẹp thùng kích cầu để quý vị có thể với khu vực trò chơi vận động và cuộc thi nhảy bao bố sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ phần tham quan và trải nghiệm với xe thể thao địa hình. Đồng thời chúng ta sẽ còn có thêm những giai điệu âm nhạc ngọt ngào nữa. Quý vị hãy cùng đến thưởng thức. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi cùng thể thao dưới nước mừng xuân mừng Đảng năm 2022, kỷ niệm một năm thành lập thành phố Thủ Đức ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai trong khuôn khổ của lễ hội, vì thế quý vị đừng bỏ lỡ rất nhiều những hoạt động trải nghiệm, những không gian trưng bày